chưa đăng. Thì ở đây thì làm rẫy vậy thôi mà cũng tính tình thì hiền lắm, ví dụ chòm sớm ai có nhờ giả gì á thì chú giúp giùm, nói chung chú tội nghiệp lắm, chú mới làm ba chuyện này mới đây thôi. Qua Tết, còn hồi trước Tết thì hồi chú không có về, chú chỉ về lâu lâu về thăm nhà với ghé anh em mà chơi nước uống nước rồi rồi thôi hả. Còn tới qua Tết này ổng mới về, thì về ông mới tưởng đâu là người ta đòi lại công ty cái chỗ mần á, cái chỗ bãi mà để mình sửa máy sửa móc á, người ta đòi lại nên chú mới về. Chú mới về này chú tính mở ra rằng chú sửa máy sửa móc, sửa ba đồ cũ lặt son ở trên trển người ta bỏ đó đem về bán lại xài, thì chú chỉ nói vậy thôi hà, thì tưởng vậy thôi chứ mình cũng không biết nữa. Cũng thường thường chú chạy xe đêm vậy thôi, còn hàng chở về thì xe tải đã chở đâu ban đêm á, mình không có hay. Chỉ sáng ngày thấy xe tải chạy trở lên thì về thôi chứ mình không có biết là chở cái gì hết trơn.